Cường xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Hôm nay thì Cường xin giới thiệu cho quý vị và các bạn về một cái mẫu nhà phố 3 tầng mà bên mình đang tư vấn thiết kế cho nhà chị Bồ Thị Thu Thủy ở thành phố Hưng Yên nha quý vị và các bạn nhé. Trong cái video ngày hôm nay thì là Cường xin phép được giới thiệu rất kỹ về công năng, giải pháp để cho quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mà tư vấn thiết kế một cái ngôi nhà phố với cái mặt tiền là 4m và sâu là 15m, 3 tầng thì là các bạn sẽ có thể là áp dụng và ứng dụng được vào trong cái công trình nhà mình. Thì trước khi đi vào video này, bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn là hãy nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào chuông để mỗi khi mà Cường xuất bản video thì quý vị các bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được nhanh nhất nhé quý vị các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cái mặt tiền của công trình cũng như là hình thức công trình, sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào giải pháp không gian thì các bạn sẽ rất dễ dàng hình dung như các bạn nhé. Về cái công năng ấy, thì là tầng 1 thì là chị Thủy là mong muốn là bao gồm có một phòng bếp, một phòng khách và một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Tầng 2 thì là chị mong muốn là bao gồm có 3 phòng ngủ và tầng 3 thì là phòng thờ và sân phơi và kho nhé quý vị các bạn nhé. Thì đây chính là cái mặt tiền của nhà chị. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang thiết kế theo cái phong cách kiến trúc là hiện đại. Với những điểm nhấn ở đây chủ yếu đây mình đang sử dụng là những cái đường, những hình thức, những cái hình khối rất là vuông vức đúng không ạ, làm cho cái công trình của mình rất là khỏe. Phần bên dưới tầng 1 thì là bên mình đang ốp đá marble như quý vị bạn nhé. Và mình sử dụng ở đây là cửa thủy lực, là cửa chính thì bên mình đang sử dụng là cửa thủy lực. Lên trên hình thức trên tầng 2 thì quý vị các bạn có thể thấy rằng là bên mình đang kết hợp giữa cái lan can kính và những cái bồn hoa, bồn cây làm cho công trình của mình nó đẹp hơn và nó thanh thoát hơn rất là nhiều. Đây là một trong những nhà phố theo cái phong cách kiến trúc là hiện đại nhé các bạn nhé. Tiếp theo đây là bên mình đang nhấn nhá thêm, đấy là những cái lam gỗ đây làm cho cái công trình của mình là khi mà nắng thì là sẽ chắn vào trong cái ngôi nhà của mình. Và các cái điểm nhấn của mình đây là có thêm, đó là buổi tối thì chúng ta sẽ có thêm những cái đèn vào ở những cái phần mái làm cho công trình của mình nó sẽ ấm cúng hơn rất là nhiều. Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem các phối cảnh góc của công trình. Đây cũng là một cái phối cảnh góc của công trình. Khu đất của nhà chị thì là sâu 20m cho quý vị các bạn nhé. Hai bên hông này đều có nhà rồi. Và bên mình đang để lùi lại là 5m để cho chị đặt được ô tô. Đó, đây ạ. Đây, lối vào để giữ ô tô ạ. Bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái không gian nội thất bên trong để chúng ta áp dụng được vào trong ngôi nhà nhà mình ạ. Trên màn hình quý vị các bạn đây, đó chính là cái phối cảnh nội thất tầng 1 nha quý vị các bạn nhé. Cái mặt tiền của công trình đang là 4m này. Chiều sâu của công trình đang là 15m. Chị đang mong muốn là có một cái khu vực phòng khách ở đây ạ. Đây là khu vực vào cái chúng ta có một khu vực phòng khách. Tiếp theo đó chính là cái lối lên cầu thang. Thì là đối với nhà phố thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các giải pháp để tạo ra những không gian rất là thoáng. Nhưng mà đây là chị đang muốn là làm cái thang theo ngang của ngôi nhà. Tiếp theo đó chính là một cái khoang của cái khu vực bàn ăn cũng như là chỗ bếp nấu. Và đây là bên mình đang thiết kế một cái khu vực giếng trời ở giữa cái khu vực bếp và khối ngủ. Tiếp theo nữa thì các bạn hãy cùng Cường xem tầng 2 thì chúng ta sẽ thấy được cái giải pháp rất hay nhé các bạn nhé. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng ngủ cho bà nằm ở dưới tầng 1. Đối với lại các bác cao tuổi thì chúng ta nên để phòng ngủ ở dưới tầng 1 để làm gì ạ? Để thứ nhất là các bác không phải leo trèo, thứ hai là đi lại nó sẽ thuận tiện hơn. Thế còn đối với lại một cái không gian nhà phố thì chúng ta cần phải nghiên cứu rất sâu về cái thoát ánh sáng cũng như là thông gió thì cái công trình của mình nó mới sáng được như quý bạn nhé và thoáng được. Về cái khối vệ sinh thì là bên mình đang đặt là ở phần trong cùng của một ngôi nhà. Đây là về cái tổng thể cái công trình trên tầng 1. Tiếp theo thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường lên trên tầng 2. Chúng ta có thể là áp dụng được vào trong ngôi nhà nhà mình ngay nhé các bạn nhé. Khi mà chúng ta bước chân lên trên tầng 2 thì đây là cái khoang thang. Thì đối với lại thang của một cái ngôi nhà phố thì các bạn nên lưu ý cho mình đó là cái số tổng tầng thì chúng ta cần phải đạt được ở đây, đó chính là cái con số đẹp nhất đó, đúng không ạ? Thế còn là ở trên từng tầng thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta lựa chọn những con số như là 21 bậc hay là 25 bậc hoặc là 19 bậc đều là những con số khá là đẹp. Ở đây là bên ngoài này thì là bên mình đang làm thiết kế cho chị một cái phòng ngủ của anh chị này. Tiếp theo thì chúng ta có hai phòng ngủ ở bên trong và kết nối hai phòng ngủ này. Do là công trình của nhà chị Thủy là các hai bên trái
bên phải và đằng sau là đều đã có nhà rồi nhé các bạn nhé. Nhà chị nằm ở giữa, thế nên là bên mình đang đưa ra giải pháp cho chị là mình để lại một cái ô thông gió ở giữa chỗ này. Đây là một cái khoang giếng trời. Đó, cái khoang này thì rộng là 1 mét nhé các bạn nhé. Và bên mình bố trí cửa to mở ra ở đây. Thế nên là khi mà nhà gió nó thổi, nó đối lưu không khí thì các cái phòng ngủ của nhà chị sẽ rất là thoáng. Và ánh sáng nó vẫn chiếu xuống được cái khối ngủ đó. Thì đấy là về cái giải pháp về thông gió cho công trình. Và cái tầng 2 này thì là bên mình vẫn đang thiết kế một cái phòng vệ sinh ở phía cuối cùng nhé quý vị các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lên trên tầng 3. Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường lên trên khu vực tầng 3 để chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái không gian rất là hay của công trình. Khi lên tầng 3 thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng thờ ở đây, và cũng cửa mở rất là rộng. Phía đằng sau này là kho, khu vực kho và cái khoang giếng trời đấy nhé quý vị các bạn nhé. Thì khi mà chúng ta xây nhà thì chúng ta có để làm được một cái ngôi nhà tầng mà tốt thì chúng ta cần phải xử lý rất nhiều về mặt chống thấm, cũng như là chúng ta cần phải xử lý rất kỹ về mặt không gian. Thì ở cái công trình này là một trong những ngôi nhà khá là bé thôi, là cái diện tích sàn là được 60m² và 3 tầng. Thì các bạn có thể là áp dụng được những cái giải pháp của Cường vào trong công trình của nhà mình thì rất là dễ nhé quý vị các bạn nhé. Cường xin phép và sẽ chia sẻ cho các bạn về cái bản vẽ kỹ thuật của công trình để cho các bạn là có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong ngôi nhà nhà mình ngay. Và tiếp theo nữa thì là Cường xin phép là sẽ chia sẻ cho các bạn về cái kết cấu của cái công trình để cho bạn nào mà muốn thi công thì các bạn cũng có thể là áp dụng được. Đây là cái bản vẽ AutoCAD của bên mình. Đây là một bản vẽ kỹ thuật nữa các bạn nhé. Một bộ hồ sơ thì là gồm có 4 phần. Đầu tiên thì chúng ta phải nói đến là phần kiến trúc, thứ hai là phần kết cấu, phần thứ ba là phần điện nước. Kết cấu thì nó rất là nhiều bản vẽ, đây là phần kiến trúc và phần điện nước thôi. Cảm ơn Cường chia sẻ phần kết cấu sau. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là trên cái phần bản vẽ này thì là bên mình đây là phần kích thước này, chiều sâu của công trình đang là được là 15m ạ, chiều rộng của công trình là được 4m. Phòng ngủ, phòng khách đây, các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang thiết kế là được 14m². Tiếp theo chúng ta sẽ có được một cái khu vực bếp cũng được 14m². Đây là cái khu vực giếng trời này. Đó, bà con nào mà xem có thể là chụp ảnh lại để áp dụng cho ngôi nhà nhà mình. Và vào phòng ngủ này thì cửa mở ra khu vực giếng trời. Phòng ngủ này được 7m² thôi nhé các bạn nhé. Và đây là cái phòng vệ sinh. Lên trên tầng 2 thì các bạn có thể thấy được rằng là vẫn là những cái lưới cột như vậy, nhưng mà bên mình sẽ lấy ánh sáng từ cái khu vực giếng trời này để cho hai phòng ngủ đây. Và bên ngoài này thì có ánh sáng ra ở cái phòng ngủ bên ngoài. Thế nên là cái giải pháp một cái không gian như thế này này thì nó rất là thoáng, ấm cúng và nó rất là mát nhé các bạn nhé. Đấy, công trình sẽ luôn luôn là có ánh sáng và có gió cho ngôi nhà của nhà mình. Đó. Và chúng ta sẽ lên trên tầng 3 thì chúng ta sẽ có một không gian phòng thờ ở đây. Và đây chính là cái khu vực kho, sân thượng. Đó. Đối với lại cái công trình lần này ấy, thì các bản vẽ của bên mình sẽ rất là rõ ràng, chi tiết như vậy. Thì là các bác thợ sẽ rất dễ dàng để chúng ta thi công cũng như là làm được cái công trình của mình nó đúng như các bạn nhé. Từ những cái bản vẽ ốp lát sàn này, hay đây những cái phần liên quan đến những cái bản vẽ như là cửa giả thì bản vẽ của mình ý, thường thường ý, là cứ các bản vẽ chi tiết thì đều được mô phỏng trên cái phần mềm 3D rất rõ ràng như này, thế nên là các bạn sẽ rất dễ hình dung phải không ạ? Thì bây giờ Cường xin phép và chia sẻ cho các bạn về cái phần kết cấu của công trình để các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái ngôi nhà nhà mình ngay ạ. Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phần bản vẽ về kết cấu của công trình. Mỗi một công trình và mỗi một tải trọng của công trình thì chúng ta sẽ có được cái kết cấu của nền móng nó khác nhau nhé quý vị và các bạn nhé. Đây là cái kết cấu móng của nhà chị Bồ Thị Thu Thủy, bên mình đang sử dụng chủ yếu ở đây đó chính là móng cọc. Đây là các cái phần tim cọc này, thì các bạn có thể nhìn thấy ạ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đóng theo các giải cọc, các khố móng, và phần này chúng ta đóng 3 cọc này, phần sau này chúng ta đóng 2 cọc thôi. Thì tùy vào những cái phần tải trọng mà chúng ta sẽ có được cái cách mà chúng ta bố trí kết cấu nó khác nhau. Đây ạ. Cái dầm này thì bên mình đang sử dụng là dầm 250 x 500, và các cái hố đài móng, đây các cái hố đài móng như các bạn nhé. Đó, và chúng ta sẽ có thêm đó là cái khu vực bể nước ngầm thì bên mình đang đặt ở khoang ở bên ngoài, thì các bạn nên đặt bể nước ngầm bên ngoài. Phần bể phốt thì chúng ta nên đặt ở bên trong. Đó, đây cái phần bể phốt đây thì chúng ta nên đặt vào cái khoang trong cùng nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì là trên một cái bản vẽ mà bố trí cái phần móng cọc ạ, nó có rất là nhiều
cái mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây, các bạn có thể là xem thêm ở trên cái kênh kiến trúc HCG của mình, thì mình chia sẻ nó rất kỹ cho quý vị các bạn nhé các bạn nhé. Từ những cái lớp nào mà bố trí trước và lớp nào là bố trí sau, ví dụ như đây là cái hố móng MD2 này, MDC2 này, thì chúng ta sẽ có được cái cách thức mà bố trí các lớp sắt này đó, đây các cái cách thức bố trí lớp sắt này, hay là các cái phần đầu cọc này chúng ta phải nhô lên so với lại cái mặt bằng giải móng này, mặt bằng giải sắt này là 100 này đó, tất cả các cái phần sắt thép thì đều được bên mình tính toán. Đối với lại bên mình ý, khi mà bản vẽ kết cấu thì các cái phần từng hạng mục một thì bên mình đều là sẽ thống kê cái cốt thép của cái ngôi nhà đấy. Ví dụ như đây là ngôi nhà của chị Thủy thì cái cốt thép là của phần móng nó đang rơi là 2.300 kg đó, hay là cái cốt thép đấy. Tiếp theo chúng ta cường sẽ dở cho quý bạn xem cái cốt thép của phần cột chẳng hạn thế. Đây, phần cột là gần 950 kg, đã 944. Đó, thì đều được tách rời ra như này. Để làm gì ạ? Để khi mà các bạn mà làm thì các bạn có thể là biết được đây này, số cây này. Ví dụ như đây phi 6 là phi 16 là bao nhiêu cây, 24 cây hay là phi 18 là 15 cây và có tổng khối lượng kg ở đây để cho các bạn biết và các bạn là có thể là quản lý công trình của mình nó tốt hơn. Đó, thì các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế kiến trúc nội ngoại thất và phong thủy hoa sân vườn, thiết kế những cái mẫu nhà đẹp, những cái công trình đẹp mà nó đầy đủ cái tiện ích, đầy đủ cái công năng, hồ sơ bản vẽ thì rõ ràng, chi tiết và tính toán, không bao giờ bị nứt cổ trần hay là bị nứt nhà, bị sụt, bị lún, và có sự kiểm định của các kỹ sư, các kiến trúc sư. Đó, để cho chúng ta là còn có cả là thầy phong thủy nữa đi vào mà để thiết kế được một cái công trình tốt như vậy, thì các bạn hãy liên hệ ngay với lại kiến trúc HCG để chúng ta sẽ cùng nhau có công trình nó tốt nhất và chất lượng nhất nha các bạn nhé. Và Cường thì cũng rất là mong muốn là được chia sẻ rất là nhiều cái mẫu cho các bạn là có thể là áp dụng được vào ngôi nhà nhà mình. Đó, và giá trị sẽ được lan tỏa rộng hơn nếu các bạn là nhấn nút like, chia sẻ lên cộng đồng cho bạn bè để chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi và áp dụng cho ngôi nhà nhà mình. Cường xin cảm ơn quý bạn rất nhiều điều đó. Còn bây giờ thì Cường xin phép là kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.